10 tháng 7 nãy giao ông con, giờ tiếp tục giao ông con. Đi băng cái đường giữa băng quá. Rồi, trong bò dễ ghê. Rồi. Đọc lại. Tiếng gì ú mày. Đi. Mấy coi dễ nằm rồi chứ. Cái gì? Ú, bỏ tài luôn. Tám sáu rồi, ông bò lên xe bự cái ghê ha. Đại bò Tư Chiến kính chào quý khách, hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2021. Giao bò cho cái chú khách này ở chú Võ ở dòng giữa. Chú bắt bò quá quéo mới bắt xong chấu xong. Chuẩn bị lên chiếc phía lên xe lồng chở đi giao vô đường nhỏ. Địa chỉ trại là lộ DT19 gần Ủy ban xã Nhận Phú Tân đây tỉnh Bến Tre. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Chuẩn chốt bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Trại bò mình là về trại là tháng tuổi của bò là 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng. Mấy bò lỡ thì mấy con này thì nó lớn bò, còn con này thì nhỏ hơn chấm. Mấy con này, bò bê, thì phấp kem, họ xúc chị. Con số 1, con số 2 về xã Nhận Phú Tân, dòng giữa, ấp dòng giữa. Đi chút nữa điện anh bắt máy nha. Ở cùng xã mình, chú này, chú khách này, chú bắt này, chú Võ. Bắt hai bò này về, là cảm ơn chú. Dạ dạ. Cái này bắt rồi, chú đủ béo. Rồi xe chút xíu nó chở lên chú. Dạ. Mấy con số 1, con số 2. Rồi bắt kia nuôi đạt này xuống nữa. Cách này ở chú Võ ở dọc giữa. Dạ dạ dạ. Mấy anh hồi nãy là một giờ lên nữa. Hai bò hàng biết, hai bò cơ bắp. Con số hai con này mình đặt nó là hai số 19 đi.
Hai con này đi tương tự như nhau luôn, bằng nhau luôn. Cơ bắp. Bò này khách bắt về mua trái banh, mình chạy vòng vòng lưng đá banh được. Hai chân trước, hai chân sau rất là to, cái lưng cái nách chè bè. Hai con bò hàng huyết cơ bắp. Lên cuộn cuộn lên. Đây, hai con bò cơ bắp. Các con thích bò cơ bắp gọi mình. Cặp bò này là cặp bò này là 9 tháng tuổi rồi. Hai bò cơ bắp. Lưng cái nách chè bè, xương rất là to. Đầu phần cần ghim vai sân lưng bản đùi. Có bê hấp kem xíu xíu sờ lòng lên giao cho khách gần trại bò mình. Này có hai bò này, con số 1, con số 2, con này con sấm chì, bò này có bê. Quý khách có thời gian đến trại xem, quý khách không có điều kiện thời gian đi thì chốt giá xong trở giao cũng được. Đợt dịch của mít này quý khách nếu có quý khách đến trại cũng được, mà không đến trại thì không dám đi thì chốt giá mình qua Zalo lại một lần nữa để quý khách chốt xong mình giả giao, có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Trại bò trực thuộc lúc nào có xe trại tải trong trại để giao quý khách, đường nhỏ đi xe lồng, đường lớn đi xe tải. Tải mình đây. Một con, hai con, ba con cũng giao luôn, giao mình đổ dầu đi, giao tận nơi cho chủ khách. Hai con bò cơ bắp hàng huyết. Hai con bò này về trong mình nó giờ khoảng tầm phải 370 kg đấu lên. Cái hơi là 370 kg đấu lên. Quá trời, con nào cũng lấy đít cuộn cuộn lên cục cục, gọi là bò 6 múi à, hai con này. Này pháp kem nè, nhìn biết ngay, xác định biết bò pháp với bò cơ bắp ha. Đây.